Cho các bạn ở tầm giá từ 3 đến 4 triệu thì cách đây một vài tuần thì hầu như tất cả sự chú ý đã tập trung cho chiếc Lenovo K3 Note và Huawei X3. Nhưng với sự xuất hiện của Xiaomi Redmi Note 2 thì giờ đây nó đã chính thức tạo ra một cơn sốt mua sắm mới. Theo hệ thống Việt Tablet cho biết thì với mức giá hấp dẫn như thế này cho một thiết bị sở hữu con chip mạnh nhất của MediaTek Helio X10 với hiệu năng ấn tượng cùng một loạt những trang bị phần cứng mạnh mẽ khác về màn hình, camera hay pin thì nhiều người dùng đã bắt đầu chọn mua sản phẩm này thay thế cho một số thiết bị chính hãng khác. Và Viettablet.com, đây cũng chính là chiếc điện thoại bán chạy nhất ở phân khúc này. Và hôm nay hãy cùng đi review đánh giá chi tiết chiếc Xiaomi Redmi Note 2 để xem vì sao nó lại là một thiết bị đáng mua đến như vậy. Đầu tiên đó chính là việc nó có một mức giá vô cùng hấp dẫn. Sản phẩm này có thiết kế không mấy ấn tượng khi chỉ được sử dụng chất liệu nhựa polycarbonate, cũng dễ hiểu thôi bởi Xiaomi đã tập trung tối đa vào yếu tố cấu hình. Với mức giá chỉ chưa đến 4 triệu đồng tại Viettablet thì nhiều người sẽ không khỏi ngạc nhiên nếu như nhìn vào cấu hình của nó. Một cấu hình mà chúng ta chỉ thấy trên những thiết bị cao cấp có giá trên 6 triệu đồng. Mà cụ thể thì con chip Helio X10 được trang bị trên Redmi Note 2 cũng có trên Meizu MX5, HTC One E9 hay HTC One M9 Plus. Nhưng về mức giá thì các bạn có thể tham khảo các bảng so sánh dưới đây. Rõ ràng Xiaomi Redmi Note 2 rẻ hơn tới vài triệu nhưng vẫn có những trải nghiệm tương đương với phần cứng vượt trội không hề thua kém. Và chúng ta nên nhớ con chip khủng này của MediaTek được đánh giá về hiệu năng không hề thua kém với chip S810 của Qualcomm, thậm chí còn đỡ nóng máy hơn. Vì vậy nếu không mua sản phẩm này ở thời điểm hiện tại sẽ là một điều đáng tiếc. Thứ hai đó là ngoài mức giá hấp dẫn thì mình có thể khẳng định Redmi Note 2 chính là siêu phẩm có cấu hình mạnh nhất trong tầm giá 3-4 triệu, hay cũng có thể nói rằng đây chính là một tablet đáng mua nhất. Mình sẽ điểm qua một chút để các bạn thấy được sức mạnh xử lý của chiếc máy này là tốt như thế nào. Ngoài con chip Helio X10 8 nhân với dung nhịp là 2 GHz trên nền tảng 64 bit, nó còn được trang bị bộ xử lý đồ họa GPU PowerVR 6200 mAh, có RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB và có thể hỗ trợ qua khe cắm hình nước ngoài. Với cấu hình này thì Redmi Note 2 có điểm số AnTuTu đạt tới gần 45.000 điểm và vượt qua tất cả những sản phẩm khác ở cùng tầm giá. Những game 3D nặng hay chạy đa nhiệm nhiều ứng dụng đều không thể làm khó sản phẩm này, trong khi để xử lý mượt mà các tác vụ tương đương với những thiết bị khác cùng mức giá là điều không thể. Các bạn có thể tham khảo tương quan cấu hình của một vài thiết bị dưới đây khi đặt cạnh Redmi Note 2. Nhìn vào bảng này thì chúng ta có thể thấy thông thường những thiết bị cạnh tranh đều sử dụng con chip S410 tầm trung với 4 nhân xử lý cho tốc độ không quá vượt trội, trong khi Redmi Note 2 thì lại vượt trội hoàn toàn. Không chỉ vậy, trong khi những thiết bị cùng tầm giá khác trên thị trường, đặc biệt là những sản phẩm chính hãng chỉ có màn hình là HD và có kích thước là 5 inch trở xuống, thì Redmi Note 2 được trang bị màn hình lên tới 5,5 inch Full HD với tấm đèn IPS cho hiển thị sắc nét và trung thực. Với những tablet có cùng kích thước màn hình với Redmi Note 2, điểm yếu của màn hình chỉ dừng lại ở việc độ phân giải HD sẽ khiến hình ảnh vỡ hạt đáng kể khi trải nghiệm. Trong khi với thiết bị đến từ Xiaomi, chúng ta vẫn sẽ có một màn hình sắc nét, hiển thị ấn tượng, góc nhìn tốt và độ sáng tuyệt vời khi được trang bị màn hình IPS. Như vậy kết hợp cùng với một cấu hình cao thì màn hiển thị chất lượng cũng là một điểm cộng lớn cho sản phẩm này. Yếu tố cuối cùng đó chính là về camera cũng như thời lượng sử dụng pin. Thông thường với những thiết bị giá rẻ ở tầm giá này, nếu có cấu hình cao sẽ phải đánh đổi về chất lượng camera hay là dung lượng pin thấp. Nhưng với Xiaomi Redmi Note 2 thì điều này lại không đúng. Không chỉ có cấu hình cao, màn hình đẹp mà nó còn toàn diện đến mức vẫn được trang bị bộ đôi camera chất lượng với 13 megapixel và 5 megapixel cho những bức hình với độ chi tiết cao, nhiều tính năng chụp ảnh cao cấp. Hai camera trước cũng có nhiều chế độ chỉnh sửa làm đẹp khuôn mặt. Và với viên pin lên tới 3060 mAh vẫn cho thời lượng sử dụng khá dài. Các bạn có thể sử dụng từ 2 ngày đến 2 ngày rưỡi với những ứng dụng cơ bản hoặc trải nghiệm trong vòng 1 ngày với cường độ cao. Có thể nói thì đây chính là một sản phẩm toàn diện và đáng mua nhất ở tầm giá dưới 4 triệu. Và hiện nay thì Viettablet đang là một trong những đơn vị uy tín hàng đầu đang phân phối chiếc Xiaomi Redmi Note 2 này với mức giá hấp dẫn và nhiều ưu đãi kèm theo. Tất cả sản phẩm thì đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng và đều được kiểm tra kỹ càng trước khi bán ra. Máy mới 100% được bảo hành 12 tháng phần cứng, 1-1 lên tới 30 ngày nếu xảy ra lỗi của nhà sản xuất. Đây chính là những điều để các bạn có thể yên tâm nhất khi chọn mua. Và người dùng có thể qua trực tiếp các showroom của Viettablet để trải nghiệm và sở hữu sản phẩm này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.